Xin chào mọi người, hôm nay mình cùng làm trang quần áo của mình nhé. Hôm nay mình sẽ cùng với mọi người làm chiếc trang để giúp tăng volume với mọi người. Và mình sẽ dùng đá thạch anh ngũ sắc để xếp cái bức tranh của tăng volume này. Mình đã hoàn thành xong cái bức tranh chú kangaroo này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem.